Ok, test cho bà khách nhá. Test cho bà khách một con DVD của Hyundai Santa Fe. Em lên full. Kèm theo câu nói, vợ muốn mua gì thì mua, nhưng điều đó cũng không khiến chị em ít nhiều buồn lòng và thất vọng phải không ạ? Vâng, có những ông chồng thì lại nghĩ rằng tặng quà thành thói quen, đến khi không tặng thì sợ vợ có chuyện, nên thà không tặng còn hơn. Vậy quan điểm của bạn như thế nào? Nếu đặt vào vai cương vị của người vợ, bạn nên xử sự như thế nào trong trường hợp này? Và phải làm sao khi người mình yêu không bao giờ tặng quà trong các dịp ngày lễ hay là các ngày kỷ niệm đặc biệt? A Uix, bà có thể cắm vào đây này. Được trao đổi. A Uix này. Thầy nhớ cắm vào đây này. Thì những câu hỏi này mắc xung quanh chủ đề này thì USB cũng được, em đấu được sau đây. Đây, radio cho bác nha. Chồng không mấy khi tặng quà cho vợ là khá phổ biến. Bây giờ cắm USB đằng sau này. Cũng có ông chồng lại cho rằng tặng quà dễ sinh thói quen cho vợ, lúc không tặng lại thấy hững. Đây. Cảm ơn B cho bác nhá. Loa rất hay. Bỏ đĩa vào là tự động đọc đĩa thôi, cứ thế mà dùng thôi. Radio thì bật sang radio. Đấy. Hyundai Santa Fe được sơn loa lên full. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá xuân bay vào sân em. Trời khu gió lạnh êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngơ. Radio. Nếu như bạn cảm thấy bạn là người duy nhất đang cố gắng nỗ lực để tạo niềm vui cho ngày lễ này, hãy nói chuyện với anh ấy để họ biết là bạn cần họ. Nếu có thể, không tuyệt vời, nhưng chí ít bạn cũng có thể nói ra điều mình cần và điều mình mong muốn. Đôi khi những gì tốt nhất là biết cân bằng điều cả hai cùng mong muốn, và trong ngày lễ, điều đó cũng không phải ngoại lệ. Nếu bạn cần người bạn đời làm một điều gì đó tại bữa tiệc gia đình, nói ra với anh ấy điều bạn muốn một cách rõ ràng, thay vì hậm hực, tức tối tủi thân bằng cách nói ra mong đợi của bạn. Nó sẽ làm giảm đi sự bất bình trong bạn khi chồng vô tâm, không biết phải làm sao. Bạn mong muốn người bạn đời của mình lãng mạn hơn, hiểu điệu hơn và... cành hoa lê rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em 18
chợt nghe lạnh lùng, thuyền đành xa bến. Okay.